Chuẩn bị đầy đủ nha. Hôm nay mình chuẩn bị làm mấy mời bartender bên Thái Lan về làm mấy món nước uống để thanh nhiệt mùa hè đây. Chị tôm mít hả? Chị tôm mít cắt nhỏ 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 bỏ như này. Kệ kệ cái đó cứ sơ ạ. Cứ sơ nó cắt luôn. Còn này cắt luôn, cái này cắt hết luôn không? Cắt dọc luôn. Rồi đó là mì gói đứng ra luôn đi. Được. Chờ 15 phút sau nha. Ôi quá trời mất luôn. Ôi còn một cái nữa. Sao nữa? Sướng rồi, quay phim không được ăn. Đó, vừa làm ra ăn nữa. Sữa vô. Hay là quán bartender của anh Hai Néo. Thank you.
Là đá nãy giờ nó tan ra rồi. Điều này đây luôn. Cù đá nó tan hết rồi bà con ơi. Vừa còn gì đá vừa ra. Mỏi con. Ok giờ mới đá đây. Ơi thành quả đâu. Quậy con thử đi. Cực kỳ thơm mùi bích luôn. Nhưng mà mai mốt là để ai mà uống hết thì để nửa hộp sữa thôi. Thơm thì ngon cực kỳ luôn. Rồi cầm thành quả lên coi. Hai tay hai ly coi. Ngon lắm. Làm cái avatar coi. Rồi. Yeah. Thank you. Đây là món thứ nhất. Rồi. Ở cho mượn thử miếng coi. Sữa là nhiều. Cũng ngon lắm. Cho đi, cho đi. Đưa cho mọi người thử, mọi người miếng coi có ý kiến gì không. Nói mình làm đó. Hình ngọt. Rồi, ơi áo vàng khè giống mít luôn. Thôi áo vàng cái luôn. Cái là một loại kim. Đúng không? Việt Nam mày chưa? Tao bằng mày chưa? Hơi kim sợi riêng. Nhất nắp nè. Rồi bây giờ món thứ hai này nha. Thứ hai món gì? Rồi, chuẩn bị làm đi con. Một quả, hai quả. Một quả thôi con. Một quả. Lập rồng trắng ở đây là gỡ đó là bị. Okay.
thơm không? Được, kêu em thử nha. Wow, thơm quá trời luôn á. Lấy cái kia đổ ra cái ly. Béo. Chú phụng cho bạn ơi, chú phụng thử rồi. Thôi thử coi như thế nào, mùi thơm nào. Không, thử đi. Chú gà trắng là sợ, chú gà là sống là sợ, là sợ. Mà trồng đỏ mà. Chị đâu có soda đâu. Không giống uống nhát. Mà cố gắng thử. Vị nó sao? Uống cái phơm. Thì nghe buồn đi. Nó không có nghe cộng cái tâm. Nhưng mà cảm giác giống như nó có cái đạm. Quá ngon luôn. Bò thịt vừa béo. Rồi, xong rồi. Đây là mít. Là cái này. Hôm nay thì mình sẽ làm sinh tố bơ. Trước tiên thì mình phải có bơ, rồi sau đó mình cắt như thế này nè. Đó. Xong rồi là mình sẽ cho vô đây. Bây giờ mình sẽ cho vô hết luôn. Rồi xong rồi mình sẽ đậy nắp lại. Đây, bấm đá. Bấm nha. À quên. Xoay đi một cái. Sau đó thì mình sẽ cho đá vô. Cho thật. Sau đó mình sẽ đóng nắp lại. Ok, bây giờ mình sẽ xoay nha. Thank you.
mình. Thử xem coi nó ngon không. Uống luôn. Như mình quên bỏ sữa không? Không quên bỏ đường. Có sữa đặc là được mà. Rồi, đây vô thử luôn. Giờ mình cho thêm sữa mọi nhiều chút ha. Ok.